Thời gian qua, Quảng Ninh được ví như một đại công trường với hàng trăm dự án lớn nhỏ được triển khai từ đầu Đông Triều đến cuối Móng Cái. Trong số đó có những dự án nghìn tỷ chuẩn bị được Quảng Ninh tổ chức khánh thành, đưa vào khai thác, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội của tỉnh phát triển đột phá trong những năm tới. Đầu tháng 9 vừa qua, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài gần 25 km, tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng đi vào hoạt động. Ba siêu dự án được đưa vào hoạt động là cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tổng vốn 7.500 tỷ đồng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, tổng vốn 12.000 tỷ đồng, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tổng vốn 1.100 tỷ đồng. Quảng Ninh giờ đây trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Nhìn vào bức tranh hết sức sôi động của những dự án đã và đang chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh, có thể khẳng định chiến lược thu hút đầu tư đúng hướng của tỉnh. Những đại công trình này chắc chắn sẽ góp phần kéo nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển bền vững và đột phá.